nè, mấy con đợi đây nè. Mày xuống đây. Râu đi. Mà chúa túi đạp sẽ đi. Rồi là có như chúa gọi lại mà. Mà tôi xấu hổ thúng lại. Đi làm mà tôi lắng lại mà gọi. Mà chính cái lọc của thầy. Không từng ngày rồi, từng ngày rồi. Lại đây. Ông đi đâu, ông đi đâu? Này, ông đi làm. Ông phải kể chuyện rồi. Chú, ông biết tên ông này. Cái chú mà có như tên đấy không có tóc này. Mà râu đấy này. Cô chả mượt mà. Mẹ muốn râu của chú. Vừa đã lúc nào đã vượt chưa? Dạ vừa được mà ba. Vừa vượt chưa? Dạ vượt nhiều. Vừa vượt mà ba đã vượt rồi thì có như ba bắt dạy. Bắt sao đâu. Con này, con tên là Lâm hay là Linh? Con tên là Lâm, nhưng mà trên kênh của con là mọi người hay gọi là Râu với Lốc. Con Nô là tên gì? Nô là Nạc Nô đấy hả? Vâng, là em tên là Nô. Không, tên gì? Tên thật ạ. Con nọ Việt luôn. Ý là con nói để cho hòa đồng chứ phải nhại, đúng bà nhỉ? Nói được mới là hay bà nhỉ? Đúng rồi. Con nọ nè, Nô nè. Con nói ra quê ở Mố. Con ở Nam Định. Nam Định lại Đông Hương hề. Nam Định thượng dân Đông Hương là hay lại Đông Hương hết rồi. Nam Định thấy tiêu bố. Lát tỉnh ta rồi. Bà quê ở đâu? Thái Bình à? Ôi Thái Bình là quê hương của những con dao sắc nhất đấy. Thái được cả Bình cơ mà. Vậy hôm nào con mời bà dẫn bà lên Thái Nguyên, là quê hương của những con dao cùn nhất. Thái là còn nguyên đấy. Còn bà là quê hương của con dao sắc nhất, là Thái được cả Bình cơ mà. Đấy. Vâng, thân mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Thì hiện tại em dâu đang ở bưu điện của Gia Trâm. Đây là khu dân cư của thôn 6. Con đường này thì đi vào khu vực nhà công ty cũng như là nhà của cha thầy Thích Minh Tuệ. Hiện tại hai anh em đang trên cái con đường vào ở phía thôn 6 thì sẽ đi qua công ty cà phê Gia Trâm, rồi đi qua công ty của anh Tuấn, mọi người hay gọi là sư bá đấy, và nhà cha thầy Thích Minh Tuệ. Thì ngày hôm nay em dâu sẽ review toàn thể khung cảnh cũng như con đường để đi vào nhà anh Tuấn cũng như là nhà cha thầy Thích Minh Tuệ cho cô chú anh chị biết được. Hồi giờ em dâu cũng ít quay cái phong cảnh ở đây, thì ngày hôm nay em dâu sẽ quay chi tiết lại cho cô chú anh chị xem. Đây là con đường quen thuộc mà cái thời điểm mà thầy Thích Minh Tuệ về đi khất thực ở cái con đường này đây cô chú anh chị. Đó, con đường này là ngày xưa là đông nghịt người luôn. Đó, phía trước công ty là những cái tiệm bán đồ phấn tạo này, quần áo của thầy này. Đó, phía bên tay phải của em dâu là công ty này. Đó, ngày xưa em hộ pháp ở đường này cho thầy đây. Đường này rất là đông luôn. Đó, trước mặt đây là chuẩn bị là đến phía cái nhà phía trước đây là công ty. Công ty trên đường tuệ của anh Tuấn. Thì một xíu nữa em sẽ đến quay sơ qua xung quanh cái không gian đấy cho quý vị chị biết. Bây giờ em sẽ xuống dưới em quay ở cái khu vực đầu công ty và cái nơi mà đầu tiên mà thầy trở về đây của chú chị nhé. Đây nhé, đây cái con đường này ngày xưa là thầy đi là bà con đứng ở đây rất là đông luôn này. Đó, đây là bán hàng áo phân táo. Đó, đây là cái con đường mà đợt mà thầy đi về thì con đường này đứng rất là đông luôn, cực kỳ là đông luôn. Đó, đây em dâu sẽ quay sơ lại cho cô chú anh chị ở xa chưa biết được. Đó, chào con. Đó, trước mắt em dâu đây là công ty. Đó, công ty Gia Trâm nha cô chú chị nhá. Đợt thầy đi khất thực từ phía trong đi ra. Đó, hai bên là bà con đứng hai bên rất là đông luôn. Đó, thì em quay sơ qua cho cô chú chị biết được. Một xíu nữa em sẽ đến quay ở cái công ty của anh Tuấn cho mọi người biết. Đây là những cái chỗ mà bà con bán các cái đồ như là y áo của thầy này.
tiếp theo thì em sẽ đến khu vực công ty của anh Tuấn để quay cho cô chú anh chị biết. Xong luôn của chú chị ạ. Đó. Đó, mình sẽ quay bên ngoài là của chú chị biết nha. Bên trong thì hạn chế không, anh Tuấn không cho quay ở trong. Xin chào. Và đây là con đường tiếp theo là đi đến nhà cha mẹ thầy. Em sẽ cập nhật cái tình hình buổi sáng ngày hôm nay cho tất cả cô chú anh chị biết được tình hình như thế nào ở khu vực nhà cha mẹ thầy. Đầu đường của nhà cha mẹ thầy là có cái quán nắng này. Quán này thì lúc nào cũng đông khách. Đây, và trước cửa mặt của chú anh chị đây là nhà cha mẹ thầy. Tấp xe cho kia vào đây ngồi uống nước nha. Rất là đồng vui luôn. Em Đạo, em Lâm Trà Rép. Rất là đẹp luôn của chú chị. Xe ai định nắng đợi để xem mát mát. Xe đang nắng. Khôn ngoan đấy. Làm xếp hộ luôn hả? Dạ. Chào anh Đoàn. Ôi, anh Đào với bác Thôn. Chào bác nhá. Chúc bác nhiều sức khỏe nhá. Ôi trời ơi. À, bữa nay nắng quá không có dép để trà nhỉ? Dạ, yeah, hello anh. Ừ. À, chào nhiều sức khỏe nhá. Ừ. Sáng nay lên buổi. Thế hai anh em, mấy anh em ngồi cà với chú Phê lâu chưa? Lên lúc 6 giờ. À đây, cho cô chú chị biết là sáng ngày hôm nay ở trước khu vực nhà cha thầy đây cũng rất đông cô chú chị về. Hello, chào phó giám đốc nhá. Đấy. Trước cổng nhà cha thầy thì cũng đã rất nhiều cô chú chị về. Đó, đây là cái không gian xung quanh nhà cha mẹ thầy. Ở trong nhà cha mẹ thầy thì cấm quay phim chụp hình, cho nên em dâu không thể vào trong quay được cho cô chú chị và các bạn biết được, nhưng mà cũng sẽ quay cái tình hình xung quanh như thế nào để cô chú anh chị thấy. Trước cửa nhà cha mẹ thầy cũng có cái quán cà phê rất là xịn sò. Chào chị nhá. Chào em. Dạ. Ý là sáng nay sang làm gì chứ không? Ý là nâng cái miếng ván nên đứng thì thôi. Thì tốt đẹp. Nằm ngã nó ép rất nhiều quá mối là anh á. Ở trên kênh bình luận khen anh Sang nhiều lắm. Mấy cái ván là dưới sàn đó hả? Không, ở trên ở cái vách ấy. Tốt đẹp. Sàn nó nằm nguyên. Bạn làm công việc đấy là tốt đẹp đấy. Nâng lên tí cho nó mối nó đỡ đục. Thì thôi bây giờ ở đây thì bạn thì ở gần đây, những công việc đó là công việc chư thiên thì thế chứ. Chứng giáng cho bạn, còn cái vấn đề đấy thì bạn làm nó xuất phát từ cái tâm. Đấy. Chứ không có liên quan đến tiền bạc, nên cô chú chị trên kênh này cứ yên tâm. Bạn Sang là bạn rất là tuyệt vời trong cái vấn đề gọi là. Là bên trên bình luận khen anh Sang nào mà thật thà này, chân chức nè, rồi cái miếng bìa ở cái chỗ mà cộng đồng mà mạng rất là khen bạn Sang rồi, nhưng mà bạn Ngọc Nhi là cũng mến nữa cơ. Không như khen mà vào mến nữa để tốt đẹp luôn đi này. Khỏi trơn trượt cũng không có vị khách trượt chân đấy. Mới thay cái viên đá ở ngay cái bậc xuống của viên đá trơn ấy. Làm sạch sẽ của chú anh chị đi. Vừa vào nhà cha thầy làm gì trong đấy? Sạch sẽ luôn. Ngắm cây bưởi mà. Vườn xá này kia lá. Tưới cây trong à? Rất là sạch sẽ. Không, ngắm cây bưởi thôi. Thế được. Ngay qua lại đến thường xuyên mà. Sao không biết bữa giờ có đốt rác ở dưới đấy không nhỉ? Hả?
bữa giờ có đốt rác không? Không không nói chứ đâu mà nhớ tân trạng chứ nhớ vui rồi lấy tiếng cười. À, quán có buồn ghế ngồi hay phết đấy nhỉ? Đẹp. Tỉnh thoảng cứ đóng rác vào đây thì có cái bao, có cái anh kia chở, anh chở bãi rác. Bức tranh có thể đẹp. Bên cạnh đây là chị chủ quán. Chị chủ quán bán nước ở trước cửa nhà cha thầy Minh Tuệ này, cô chú chị này. Chị sắp lên bà ngoại rồi nhé. Bà ngoại là chị là riêng. Ý là chị chưa có chồng mấy rồi chị nhỉ? Ý là nếu được cái mà nhờ anh em YouTube được thì ba mặt ngoài đây giới thiệu cho chị thì ý là nếu người ta chịu là chị chịu, càng nhiều càng tốt. À trời ơi, hảo ăn được quá. Chịu thì là chị chịu. Thì ra đây. Ba mặt ngoài đây thì chị có thế anh Sang có tiện ba mặt ngoài đây thì không? Anh Sang có chịu không? Hả? À, anh, anh Sang có chịu không? Đó, anh Sang có chịu chị không? Đùa đâu mà chị bán cà phê mà chị vui tính quá của chú anh chị ạ. Đấy. Vui tính mà rất là hồn nhiên yêu đời. Lúc nào nhìn chị cũng xanh tươi hồn nhiên yêu đời. À chị bán những cái đồng hồ có hình thầy Minh Tuệ rất là đẹp. Đó. Khăn phân tảo nè. Áo phân tảo của thầy này rất là đẹp luôn. Ôi tuyệt vời quá của chú anh chị ạ. Đó. Tuyệt vời chưa? Rất là đẹp. Nó chị đang pha sữa, đang đổ sữa vào để đó. Chế ra từng ly cho nó gọn. À. Trong nhà chị có cái cây sung rất là đẹp luôn đó. Ô cây sung đẹp quá nha. Yeah, tuyệt vời đó. Không gian ở đây rất là mát luôn, mọi người đến đây có thể nằm nghỉ ngơi đây luôn này đó. À, cây này là cây phát tài à, rất đẹp, à, đẹp cực kỳ luôn. À, và bây giờ em lại tiếp tục đưa cô chú anh chị và các bạn đến với cốc của thầy. Thì từ nhà cha mẹ thầy mà đến cốc của thầy thì đường đi cũng rất là thẳng luôn, rất là đẹp. Phạm vi tầm 2 km của chú anh chị nhá. Đó. Bây giờ sẽ dẫn cô chú anh chị đến cốc của thầy. Thì ngày hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp. Đó. Bầu trời rất là trong xanh luôn. Vẫn trên cái con đường quen thuộc. Em dâu sẽ tiếp tục dẫn cô chú chị và các bạn đến tham quan cốc của thầy. Đây là trước mặt khu vực cốc rồi cô chú anh chị ạ. Đó. Các cái không gian vẫn như ngày thường thôi. À, em giờ sẽ xuống quay lại không gian đầu cốc của chú anh chị. Đó. Xem chào chị nhá. Dạ. Sớm hả? Sớm không? Ô con chào bà nhá. Đấy, lại gặp bà rồi. Hai bà là rất là hay đi đánh lễ luôn này. Đấy, trên kênh của em dâu là rất là nhiều người gặp hai bà. Em hôm nào gặp hai bà đi luôn. Đúng rồi, bà cạn bại, kịp đi lắm. Hai bà đi cho khỏe. Vâng. Vừa khỏe đôi chân là vừa cho người tháng khỏe. Vâng. Vừa khỏe đôi chân mà tinh thần lại tinh tấn bà nhà. Vâng. 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 Mà ngày nào không lên cốc thầy khéo để nhớ bà nhà. Vâng. Lại buồn. Nhớ, nhớ là buồn. Đi tháng là phải đi. À, dạ vâng. Từ nhà bà lên cốc thầy xa không? Hơn 2 cây. Hơn 2 cây luôn. Ơi, núi thôn 7 đến mà hơn 2 đấy, đâu phải là đi đây mà chủ cốc đâu, hơn 2 cây ạ. Hơn đấy. Hơn đấy. Nên cho chú đi xe. Ông bắt biết đây. Vâng. Đấy nhà thôn 7 ở đâu nè? Đấy thôn 7 đây này. À, xuống đây. Râu đi. Mà chú cưới đạp xe đi. Râu lên đây. Râu lên đây. Rồi là có những chú gọi lại mà tôi xấu hổ thúng lại. Đi làm mà tôi lắng lại mà ngồi. Dạ. Mà
mà chính cái lọc của thầy không đi từng ngày đâu, từng ngày đâu. Dạ. Phụ phát này đấy, ông đi đâu, ông đi đâu này, không, ông đi làm, ông phải kể chuyện rồi. Chú ông biết tên ông này, cái chú mà có như thế đấy không có tóc nè, mà râu đấy nè, cô chả mượt mà. Để muốn râu mà chú. Vừa đã lúc nào là vụt chưa? Dạ vừa được mà ba. Vừa vụt chưa? Dạ vụt nhiều. Vừa vụt mà ba đã vụt rồi thì có như ba bắt dạy. Có sao đâu. Con như cái. Ba hỏi này con tên là Lâm hay là Lính? Con tên là Lâm, nhưng mà trên kênh của con là mọi người hay gọi là Râu Vlog. Dạ. Râu Vlog. Lớp con Nô, Nô là tên gì? Nô là Nạc Nô đấy hả? Vâng, là em tên là Nô. Không, tên gì? Con nọ Việt luôn. Ý là con nói để cho hòa đồng chứ phải nhai, đúng bà nhỉ? Nói được mới là hay bà nhỉ? Đúng rồi. Con nọ nè, Nô nè. Con nói ra quê ở Mố. Con ở Nam Định. Nam Định giải Đông Hương hề. Nam Định tưởng dân Đông Hương là hay giải Đông Hương hết rồi. Nam Định thấy tiêu rồi. Lát tỉnh ta rồi. Bà quê ở đâu? Thái Bình à? Ôi Thái Bình là quê hương của những con dao sắc nhất đấy. Thái được cả Bình cơ mà. Vậy hôm nào con phải bà dẫn bà lên Thái Nguyên là quê hương của những con dao cùn nhất. Thái là còn nguyên đấy. Còn bà là quê hương của con dao sắc nhất là Thái được cả Bình cơ mà. Đấy. Vâng, Thái được Bình nhưng mà là quê hương tôi là quê hương dao sắc nhất. Còn mà quê hương mà người mà dao cùn nhất là Thái Nguyên. Thái này còn nguyên. Thái mà bà không thái nguyên được. Dạ. Tuyệt vời, nay gặp bà Cốc trên hai. À, hôm nay có một anh đưa đến dừa đến bán cái chương trình này. Đó. Vâng. Cái mai chưa mang được. Được xiêm đấy. Xiêm. À, bây giờ cũng là 11:02 giờ trưa rồi cô chú anh chị ạ. Đấy. Em dâu đang một mình đi xuống Cốc của thầy. Thì lúc này thì cũng ít người đi lại rồi, bởi vì bây giờ cũng là 11:12 giờ trưa rồi. Đó, thì em dâu đang ở dưới cốc của thầy đây. Em dâu cũng rất thích xuống cốc của thầy trong cái lúc mà yên bình nhất, yên tĩnh nhất để ngồi thư thái ở đây cô chú chị ạ. Ở dưới đây là không khí rất là trong lành. Ô, lại gặp em Tý Thành ở đây cô chú anh chị ạ. Em xuống đây lâu chưa? Em mới vừa xuống gặp. À, đấy, trưa nay là không còn ai ở đây cả, chỉ còn hai anh em thôi. Ủa, cái bình đây đâu nhờ? Sao lại bỏ này nhờ? Bỏ hoa ra ngoài, nó hư biết. Ừ, hai em đây, cầm bỏ ra ngoài cái đây thôi. Ủa, cái bình ở đây đâu người ta? Cái bình để cắm hoa đây, ai mang đi đâu rồi nhờ? Hoa này héo hết rồi. Em dâu sẽ dọn ra ngoài này, cắm ra ngoài đây, chứ để trong đấy dơ quá. Cắm ở chỗ cái xô nước kia nhờ đó. Ừ, xô nước này ra cái bình, ra cái bình bồ đề ngoài đây cắm cũng được. Không biết cái bình ai lấy rồi ta, cái bình để cắm hoa ai lấy rồi. Đó. Cắm ở đây. Cắm ở đây cho bông nở ra. Đó. Đấy, cắm đâu đấy cho nó nở. Không biết cái bình ở trong ai lấy nữa. Em dâu kiểm tra xem là hôm bữa cách đây mấy hôm là có một cái cô thả mấy con cá diêu hồng, xem là có chú cá nó bị làm sao hay không để em dâu còn trục vớt, nhưng mà cũng may quá không thấy chú cá nó bị làm sao hết. Mặt hồ rất là trong xanh đó, rất là đẹp rồi, may quá. Hôm đó cô ấy thả hai con cá đấy, em cũng thấy nghi sợ sợ mà không biết có bị sao không, may quá không có gì. Ồ, đó, có những chú cá rất là đẹp luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Ồ,
của hồ đẹp quá. May không cái chú cá nó bị làm sao. À, buổi trưa thì rất là yên tĩnh, rất là không khí rất là trong lành. Đi xuống đây gặp em Thành đang ở đây rồi. Đó. Tiếng chim hót rất là hay luôn, buổi trưa rất là yên bình. Ô, đàn cá đẹp quá cô chú anh chị này. Đàn cá nhỏ thôi nhưng mà đẹp. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy nước trong không ạ? Nước rất là trong luôn. Chìm hót líu lo luôn. Tuyệt vời luôn. Cây mít này á, là cái mùa quả rất là sai này cô chú chị này. Đó, những cái chùm râu ở trên là mình biết là những cái chùm hoa quả khi mà thu hoạch xong ấy là nó có hai cái râu này. Cây này ngày trước là nó rụng một quả, em râu đã được lấy một quả ăn nhưng mà quả không ngon lắm. Ở Tây Nguyên thì cái mùa mít thì phải nói là không phải tự hào nhưng là rất là nhiều mít. Mà loại ngon thì người ta mới ăn, những loại dở là không ăn đâu, để dụng thối luôn, nhiều lắm. Cô chú ở xa không biết, nếu mà về Tây Nguyên là cái mùa mít thì mít đi bơ. Mít đi bơ mà đến mùa cây nào ngon mới ăn, còn thường thường nó hơi dở dở thì là không ai người ta ăn. Gọi là dụng la liệt ở gốc luôn. Mà là thiêu thối luôn, thừa luôn đấy. Đi vào trong cốc thầy ngồi một xíu uống nước cho nó tĩnh tâm rồi một xíu nữa hai anh em về. Trời cũng đang đứng bóng rồi. Ô, đàn cá đẹp chưa? Ừ. Hôm nào xuống đây cũng rất thích ngắm những đàn cá. Không có cái gì cho ăn nha. Cá mà cho ăn tí thì đẹp. Đó. Châu A vào trong cốc của thầy ngồi một xíu để cho tĩnh tâm. À, em dâu sẽ xin một chai nước, xin chị Thiên một chai nước để uống cho tĩnh tâm. Ngồi trong này không gian rất là mát của chú chị, mát mẻ lắm. Buổi trưa mà một mình xuống đây ngồi thì rất là thư thái, không có ai cả, không ồn nào. À, nếu mà trong những cái ngày mà lễ rồi những cái ngày dằm á thì rất là nhiều, rất là đông, và kể cả những ngày thường cũng rất là đông luôn, nhưng mà như buổi trưa thì thường thường là sẽ vắng khách hơn. Thì em dâu sẽ xuống đi ngồi để tĩnh tâm một xíu. Mời tất cả cô chú anh chị các bạn là uống nước cùng với em dâu nhé. Nó ngồi trong nhìn ra thì không gian xung quanh rất là trong xanh, nước rất là trong xanh và mát mẻ lắm cô chú chị. Buổi trưa ngồi dưới này đúng là tĩnh tâm, tuyệt vời luôn. Thì qua cái video thì em dâu cũng bộc bạch một chút xíu. Thì mấy ngày hôm nay trên mạng cũng đang ồn ào và cái câu chuyện gì chắc là cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Thì rất nhiều người gọi điện cho em dâu và cũng có nói và cũng có chia sẻ về cái quan điểm của mình và cũng có hỏi ý kiến của em dâu. Thì em dâu cũng chỉ có một câu nói với cô chú anh chị là theo như cái hạnh của thầy thì tất cả những ai làm sai thì người đó sẽ chịu, làm sai bất kể cái gì thì người đó cũng sẽ chịu cái hậu quả cũng như cái công việc mình làm về tất cả mọi mặt. Thì nếu mà người nào mà hiểu về Phật Pháp thì sẽ hiểu được cái câu nói của em dâu và cũng hiểu được nội tình cái câu chuyện. Thì em dâu cũng không bàn sâu, cũng không nói về vấn đề đó, bởi vì em dâu chỉ làm những công việc gì mà tốt cho xã hội, tốt cho bản thân, gia đình, anh em, bạn bè cũng như mọi người thì em dâu làm. Chứ còn hại một ai đó hay là làm một cái gì đó liên quan đến danh dự cũng như hạnh kiểm một ai đó thì em dâu không bàn tới nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cũng rất là hoan hỉ
xem những thức phim của em dâu. Qua đây cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành những cái thức phim của em dâu. Một lần nữa em dâu cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cô chú anh chị mà yêu mến em dâu thì cho em dâu xin một like, một đăng ký kênh để cho cái kênh của em dâu một ngày một phát triển và để ra những thức phim hay, những cái video thật là ý nghĩa để gửi tới toàn thể cô chú anh chị và các bạn ở trên kênh. Một lần nữa em dâu xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lân còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó, trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó, giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa, là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt, và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên thì em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó, củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy, hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này bì 500g. Đấy, rồi đây là trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy, rồi hoa đu đủ đực đó, rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé, hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt, hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này, chè dây cho bác nào mất ngủ này đó, bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.